Chiều ngày 23 tháng 4, Ủy ban bầu cử thành phố Sông Công tổ chức hội nghị ra ban công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thái Cương, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy Sông Công. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố Song Công, địa phương đã thành lập ban chỉ đạo và ủy ban bầu cử các cấp, tổ chức quán triệt các văn bản liên quan đến công tác bầu cử, bảo đảm đúng quy định kế hoạch về cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu gồm 30 đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu 223 đại biểu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thành phố đã lập danh sách 50 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu cấp thành phố, 370 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu cấp xã, đảm bảo cơ cấu thành phần theo quy định. Thành phố cũng đã phê chuẩn 78 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Tổng số cử tri trên địa bàn tính đến ngày 13 tháng 4 năm 2021 là 52.187 cử tri. Công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử được đẩy mạnh, công tác đảm bảo an ninh trật tự được tăng cường. Tại hội nghị, các đơn vị trao đổi những thuận lợi khó khăn cho công tác triển khai, các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Nhìn chung, các đơn vị đều triển khai theo đúng kế hoạch. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thái Cương, tỉnh ủy viên Bí Thư Thành ủy nhấn mạnh, việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ thành phố năm 2021. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị nắm chắc và thực hiện đúng nội dung các văn bản chỉ đạo công tác bầu cử, làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ việc kiểm phiếu cho các tổ bầu cử, phát động các phong trào thi đua trong nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử trong ngày 23 tháng 5 năm 2021, đảm bảo chất lượng trong công tác bầu cử.